1, 2, 3, chơi này. Chào bạn, mình thuộc thế hệ 8X. Và trước đó mình rất là nghiện cái game, coi như là game Võ Lâm Truyền Kỳ. Đấy, nên là mình hôm nay mình sẽ làm một cái dìu để test lại nghịch cái trò trẻ con của anh em mình đã thường chơi Võ Lâm, cũng như một số anh em bây giờ là làm các cái vũ khí chơi Liên Quân ấy. Đấy, nên là các bạn hãy nhớ xem kênh của mình, ủng hộ mình, kênh của mình nhé. Và đặc biệt là gửi tới ông anh của mình ở Thái Nguyên, mình có ông anh tên Facebook mình sẽ nói sau, nhưng mà chắc anh ấy cũng sẽ xem clip này. Và nhớ anh ấy sẽ xem clip này, mình sẽ chỉ nói tên là anh Hùng ơi, tặng cho em dây chuyền đồng hạng Liên anh nhé. Lạch lạch này này. Đấy. Thế nó mới dị kìa. Được. Rồi tắt đi. Kiểu cắt vài cảnh thôi xong. Có hình rượu rồi. Có một hoạn thời gian cắt đã có, đã xong, gần xong. Phạc phạc. Đã 40 tiếng. Mình đã xong thành quả của mình rồi, chờ đợi rất là lâu, đã phơi từ chiều rồi. Anh cho sát vào đây cho mọi người xem em. Đây thành quả đây, bây giờ mình sẽ bóc cái này ra. Ít giờ 10 phút mong đợi, một quả dìu rất là đẹp. Đẹp quá. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Xong. Lên. Hãy nữa. Úi giời ơi, đẹp quá. Đây. Thế là đã hoàn thành xong một cái
cái dìu của mình. Và bây giờ mình sẽ đi test cho các bạn xem. Đấy. Thưa các bạn, đây là nhân vật game của chúng tôi. Tôi hệ thịt. Tôi hệ thịt. Sau đây tôi xin nhận vũ khí ạ. Đây là nón Osa Định Quốc. Áo phi long bao tải. Bao tay hoàng kim. Đây là ngoa da dép cao su tốc độ chạy 20%. Vâng, thưa các bạn, bây giờ tôi sẽ test. Đây, tùy của tôi đây. 1, 2, 3, chơi này. Sắc thật. Chém phát đứt chân luôn. Tôi sẽ chém cái này. Quả là sắc. Đây các bạn xem, tao của tôi không hề ấn đi. Vâng. Và bây giờ các bạn ơi, bây giờ mình lại giống cái anh ở cái quê Channel, đi sang nhà hàng xóm chặt cái chuối, tét cái chuối. Đây là cây chuối nhà hàng xóm. Sướng, cảm giác rất là sướng. Giờ mình sẽ chém cái cuối nhá. Chỗ này chắc là quay an toàn rồi. Tiếp cây chuối đã cậy. Tướng là để mình làm vài phát nữa. Thôi bây giờ mình chuẩn bị test đã xong rồi. Bây giờ mình phải đi dọn hiện trường, không là lần sau người ta vào người ta lại bảo mình kém chuối. Sau khi mình dọn hiện trường xong, chuối mình vứt kia để cho đàn lợn của mình ăn. Kia là đàn lợn. Đấy, nó ở đằng xa kia thì nó về nó ăn. Bạn nào có nhu cầu mua lợn thì cũng bảo với mình nhé. Các bạn xem clip và hãy nhớ ủng hộ kênh cho mình nhé. Xin cảm ơn tất cả những mọi người đã xem clip của mình. Thế nhá, xin chào các bạn.